Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Kính thưa chủ tọa phiên họp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng. Thưa quý vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quốc tế và đồng bào cử tri cả nước. Theo chương trình kỳ họp, Chính phủ đã gửi đến Quốc hội 81 hồ sơ, tài liệu, báo cáo, tờ trình, trong đó có báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Thay mặt Chính phủ, tôi xin trân trọng báo cáo trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước những nội dung chủ yếu như sau. Phần thứ nhất, kinh tế xã hội năm 2024, một lớn là bối cảnh. Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược gay gắt, xung đột leo thang ở Ukraine, Trung Đông, Biển Đỏ, căng thẳng gia tăng ở bán đảo Triều Tiên, eo biển Đài Loan. Giá xăng dầu, hàng hóa cơ bản, cước vận tải biến động mạnh, kinh tế thương mại phục hồi chậm, thiếu vững chắc, tổng cầu, tổng đầu tư toàn cầu sụt giảm, tỷ giá, lãi suất biến động khó lường, thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh, năng lượng, lương thực, an ninh mạng diễn biến phức tạp. Ở trong nước, chúng ta vừa phải phản ứng linh hoạt, hiệu quả trước những biến động bên ngoài, vừa phải khắc phục những hạn chế bất cập nội tại kéo dài nhiều năm và phải dành nhiều thời gian, nguồn lực giải quyết những vấn đề đột xuất, phát sinh, nhất là ứng phó, khắc phục thiên tai gây hậu quả nặng nề và còn kéo dài tại nhiều địa phương. Hai lớn là công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội với phương châm kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững, không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. Đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả. Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng hành thì chỉ có bàn làm, không có bàn lùi. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bám sát tinh thần thực tiễn, tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, linh hoạt hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, ưu tiên tăng trưởng, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Rà soát đánh giá tình hình và dự kiến kết quả phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Từ đó có giải pháp đột phá theo tinh thần, chỉ tiêu nào chưa đạt thì phải quyết tâm hoàn thành, chỉ tiêu nào đạt rồi thì phải nâng cao chất lượng và hiệu quả. Tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, nhất là về thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, xóa bỏ cơ chế xin cho, lập các ban chỉ đạo, tổ công tác để kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc phát sinh, phát động nhiều phong trào thi đua, trong đó có phong trào 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường cao tốc và cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Tạo động lực, truyền cảm hứng, phát triển mạnh mẽ, khoa học và công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó có đề án 06. Quan tâm triển khai tốt các chính sách phát triển văn hóa, xã hội, chủ động phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở, sụt lún, khô hạn, ngập úng trên phạm vi cả nước, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Củng cố tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cho phát triển. Ba lớn những kết quả đạt được. Nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội tháng sau tích cực hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, 9 tháng đạt nhiều kết quả quan trọng, cao hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực. Ước cả năm
có 14 trên 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Còn nếu chỉ tiêu GDP bình quân đầu người sẽ đạt được nếu như tăng trưởng kinh tế trên 7%, tức là chúng ta 14 trên 15 chỉ tiêu chúng ta đã đạt, một chỉ tiêu thì sấp xỉ đạt. Nếu như GDP bình quân, GDP tăng trưởng của chúng ta đạt trên 7%, thì tất cả 15 trên 15 chỉ tiêu chúng ta đều đạt. Nổi bật là chỉ tiêu tăng năng suất lao động vượt kế hoạch đề ra sau 3 năm không đạt. Về một nhỏ là về kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế cao hơn mục tiêu đề ra, các cân đối lớn được đảm bảo, có thặng dư cao, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia và bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt, thấp hơn giới hạn cho phép. Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 6,82%, ước cả năm đạt khoảng 6,8-7%, cao hơn mục tiêu Quốc hội giao là từ 6-6,5%, thuộc nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới, được nhiều tổ chức quốc tế lớn có uy tín đánh giá cao. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng tăng 3,88% trong bối cảnh tăng lương. Thị trường ngoại hối cơ bản ổn định, mặt bằng lãi suất giảm. Thu ngân sách 9 tháng đạt 85,1% dự toán, tăng 17,9% so với cùng kỳ, trong khi cả năm miễn giảm gia hạn gần 200.000 tỷ đồng thuế phí lệ phí tiền thuê đất. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 578,5 tỷ USD, tăng 16,3%, xuất siêu gần 20,8 tỷ USD. Nếu tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2024, thì kim ngạch xuất khẩu của đất nước ta là đạt 610,5 tỷ USD và xuất siêu là 24,24 tỷ USD. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được đảm bảo, thị trường lao động phục hồi tích cực, đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực, đầu tư công có trọng tâm trọng điểm, không dàn trải. Tập trung triển khai nhiều dự án công trình quan trọng trọng điểm với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, 3K 4 kíp, xuyên ngày nghỉ, xuyên ngày Tết, xuyên ngày lễ. Hoàn thành dự án 500 kV mạch 3 Quảng Bình Hưng Yên sau 6 tháng thi công thần tốc và tích cực triển khai nhiều dự án công trình trọng điểm quốc gia. Hoàn thành một số đoạn tuyến đường cao tốc, nâng tổng chiều dài đường cao tốc của cả nước lên 2021 km, phát triển doanh nghiệp tiếp tục xu hướng tích cực, thu hút FDI là điểm sáng, vốn đầu tư thực hiện là 17,3 tỷ USD, tăng 8,9%, cao nhất trong nhiều năm vừa qua. Cơ cấu nền kinh tế chuyển đổi tích cực theo hướng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp, các lĩnh vực chủ yếu đều tăng trưởng tốt, công nghiệp phục hồi tích cực là động lực quan trọng dẫn dắt tăng trưởng. Dịch vụ duy trì đã phát triển tốt, thương mại điện tử dịch vụ phát triển mạnh, nông lâm nghiệp và thủy sản khá, phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái, hữu cơ và công nghệ cao. Quyết liệt cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, tích cực xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được cải thiện và nâng lên về chất lượng. Công tác quy hoạch được đẩy mạnh với 110 quy hoạch được lập, thẩm định, phê duyệt và đang tổ chức thực hiện. Hai là văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo. Các lĩnh vực văn hóa xã hội kết quả đạt được rõ nét về cả về nhận thức và hành động và kết quả. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa được kế thừa, bảo tồn và phát huy, tổ chức tốt các ngày lễ lớn. An sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện tăng lương cơ sở và điều chỉnh lương hưu, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp để đảm bảo tăng lương nhưng không tăng giá. Cái này chúng ta đã dành 700.000 tỷ
để chúng ta tập trung cho công tác tăng lương. Bên cạnh cái tăng lương thì chúng ta lại có các giải pháp để kiểm soát giá, nhất là các cái mặt hàng thiết yếu như là lương thực, thực phẩm, xăng dầu. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, tín dụng chính sách xã hội được đẩy mạnh. Các giải pháp chính sách giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả theo tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%, còn 1,93%. Chỉ số hạnh phúc tăng 11 bậc, xếp thứ 54 trên 143 quốc gia. Xây dựng nhà ở xã hội đạt được kết quả tích cực. Trong thời gian ngắn, đã huy động trên 6.000 tỷ đồng cho phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát. Chính phủ đã cấp 432 tấn gạo, hỗ trợ khẩn cấp trên 400 tỷ đồng cho địa phương và đang rà soát tổng thể thiệt hại để tiếp tục hỗ trợ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vận động và tiếp nhận trên 2.000 tỷ đồng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Trong những lúc khó khăn, gian nan, thử thách nhất, tinh thần đại đoàn kết, toàn dân tộc, tương thân tương ái, tình dân tộc, nghĩa đồng bào càng tỏa sáng mạnh mẽ trong khắp đất nước chúng ta. Chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng lên, kiểm soát tốt các loại dịch bệnh, không ngừng nâng cao kỹ thuật chuyên môn sâu, làm chủ nhiều kỹ thuật cao, nhất là ghép tạng. Chuyển đổi số và khám chữa bệnh từ xa được đẩy mạnh, y tế tư nhân tiếp tục được phát triển. Lao động, việc làm chuyển biến tích cực, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, lực lượng lao động, tỷ lệ lao động có việc làm, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm, thu nhập bình quân đầu người trong lao động đạt khoảng 7,6 triệu đồng tháng, tăng 7,4%. Chất lượng giáo dục các cấp được nâng lên, các đội tuyển dự thi Olympic quốc tế đạt giải cao, khẳng định trí tuệ, năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam. Nhiều cơ sở giáo dục, đại học được xếp hạng cao và tăng thứ bậc trên các bảng xếp hạng của quốc tế thời gian gần đây. Ban hành chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn và đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp tục phát triển mạnh với tinh thần dám nghĩ, dám làm, phát huy trí tuệ, bản lĩnh của người Việt Nam. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam xếp thứ 44 trên 132 quốc gia, tăng 4 bậc so với năm 2022. Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, giáo dục thanh thiếu niên, phát huy vai trò người cao tuổi, bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, v.v. được quan tâm thực hiện. Các chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng được chú trọng, phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh, thông tin truyền thông được tăng cường, tạo đồng thuận trong xã hội và trong nhân dân. 3. Về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đã cơ bản hoàn thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai, luật tài nguyên nước, tăng cường kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, kiểm soát nguồn ô nhiễm, quản lý chất thải rắn, sinh hoạt, phế liệu, nhập khẩu, v.v. Huy động các nguồn lực ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, triển khai quyết liệt các chương trình hành động phát triển xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh. Công tác phòng chống thiên tai được tập trung chỉ đạo, đặc biệt trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 đổ bộ vào nước ta mạnh nhất trong 70 năm qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo theo sát tình hình, ứng phó từ sớm, từ xa với nhiều cách làm mới, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, phòng ngừa ở mức cao nhất, sẵn sàng phương án cho mọi tình huống, xử lý bản lĩnh khoa học hiệu quả các tình huống khẩn cấp về đê điều, về hồ đập. Qua đó đã góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, kịp thời động viên, thăm hỏi, chỉ đạo khắc phục hậu quả, nhanh chóng khôi phục cơ sở hạ tầng, dịch vụ thiết yếu và các hoạt động kinh tế xã hội khác, không để ai bị đói, bị rét, không có chỗ ở, học sinh được đến trường, người bệnh được cứu chữa. Trong khó khăn thử thách, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, các lực lượng tuyến đầu cơ sở, nhất là quân đội, công an, luôn là lực lượng xung kích đi đầu,
không quản ngại gian khổ, hy sinh để cứu hộ, cứu nạn, cứu người dân, đã để lại những hình ảnh tốt đẹp, ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân. 4. Về xây dựng hoàn thiện pháp luật, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Quán triệt tinh thần thể chế là nguồn lực, là động lực, là mục tiêu cho sự phát triển. Công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật được chỉ đạo quyết liệt với tư duy đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, khơi thông huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của xã hội cho phát triển. Tập trung cao độ hoàn thiện trình Quốc hội các dự án luật, nghị quyết, trong đó có hình thức một luật sửa nhiều luật trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, v.v. trình thông qua kỳ họp Quốc hội thứ 8 theo kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tập trung cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí, tuân thủ, xóa bỏ cơ chế xin cho, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, thuận lợi, chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và triển khai đề án 06 đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam năm 2024 tăng 15 bậc, xếp thứ 71 trên 193 quốc gia. Tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tập trung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tăng cường kỷ luật kỷ cương, tiếp tục chấn chỉnh tình trạng cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, thực hiện nghiêm chương trình kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân được tăng cường. 5. Là về quốc phòng và an ninh đối ngoại. Đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường trên nhiều phương diện, nhất là xây dựng khu vực phòng thủ chiến lược lâu dài. Xử lý linh hoạt, hiệu quả, khôn khéo các tình huống bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, quản lý chặt chẽ biên giới. Xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề cấp bách quan trọng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn thông tin được tăng cường. Chỉ số an toàn an ninh mạng toàn cầu năm 2024 tăng 8 bậc, xếp hạng 17 trên 194 quốc gia. Công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đạt kết quả tích cực, triển khai toàn diện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng, triển khai hiệu quả trường phái ngoại giao cây tre, giữ nước từ sớm, từ xa, góp phần tạo môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển. Cục diện đối ngoại không ngừng được mở rộng, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước. Ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa được triển khai hiệu quả. Việt Nam đóng góp tích cực vào giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. 4 lớn hạn chế bất cập cần lưu ý và xử lý quyết liệt. Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, nước ta còn những hạn chế bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Ổn định kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro, hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, chi phí sản xuất còn cao, sức mua trong nước có dấu hiệu tăng chậm lại. Một số chương trình chính sách tín dụng triển khai chậm, nợ xấu có xu hướng tăng cao. Khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm 2024 còn cao, giải ngân vốn đầu tư công chậm, tăng phí, lãng phí trong quản lý tài sản công, đất đai, v.v. còn lớn. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn kéo dài, thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Thể chế pháp luật còn nhiều vướng mắc cần phải tháo gỡ, vẫn còn tình trạng nợ động, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật và pháp lệnh. Việc phân cấp, phân quyền còn nhiều bất cập, vẫn tập trung nhiều ở Trung ương, vẫn còn tình trạng thực hiện chưa đúng vai, thuộc bài. Việc cắt giảm một số quy định, thủ tục hành chính, tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật, điều kiện kinh doanh chưa được xử lý kịp thời, dứt điểm. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt trong các ngành công nghệ cao, các ngành phục vụ kinh tế số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, điện toán đám mây, internet vạn vật, v.v.
Công tác đào tạo chưa theo kịp yêu cầu mới về sử dụng lao động và nhu cầu phát triển của đất nước. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, sạt lở, ngập lụt, sụt lún, khô hạn, ùn tắc, tai nạn giao thông, cháy nổ, ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải vẫn còn thách thức lớn. Thiên tai, bão lũ diễn biến khó lường, tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn trọng điểm, tội phạm ma túy, công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, vân vân còn phức tạp. Năm là nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Thứ nhất là nguyên nhân của kết quả đạt được, thứ hai là nguyên nhân của tồn tại hạn chế. Thì trong báo cáo đã có, xin phép Quốc hội tôi không trình bày, đỡ mất thời gian. Ba là về bài học kinh nghiệm. Một là nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Cái thứ hai là triển khai chủ động, quyết liệt, hiệu quả, sáng tạo các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả đối với các vấn đề mới, vấn đề khó. Ba là kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, lấy nội lực là cơ bản, là chiến lược, lâu dài là quyết định, ngoại lực là quan trọng, cần thiết, thường xuyên và đột phá. Bốn là sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, nhân dân làm nên lịch sử, vì vậy phải lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là nguồn lực, là động lực cho sự phát triển, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Năm là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, nâng cao năng lực thực thi của các cấp. Các cấp quyết liệt cải cách hành chính, kiên quyết xóa bỏ cơ chế xin cho, sách nhiễu đối với nhân dân và doanh nghiệp. Sáu là nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2024. Một là các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trên các lĩnh vực, trong đó tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là cơn bão số 3, đẩy mạnh phòng chống sạt lở, sụt lún, khô hạn, xâm nhập mặn, vân vân, nhất là đồng bằng sông Cửu Long. Cái thứ hai là rà soát đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu của năm 2024, từ đó tập trung với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phấn đấu đạt và vượt toàn bộ 15 chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra. Giữ đà, giữ nhịp phát triển, thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP cả năm đạt trên 7%, kiểm soát lạm phát dưới 4,5%, tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, thu ngân sách tăng ít nhất trên 10%, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tối thiểu đạt 95% chính phủ giao. Ba là tiếp tục rà soát hoàn thiện thể chế, sửa đổi các quy định pháp luật còn vướng mắc, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, đi đôi với phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí. Chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, triển khai hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Phần thứ hai là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Bối cảnh năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 80 năm thành lập nước và là năm tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tình hình thế giới khu vực tiếp tục phức tạp, khó lường, khó khăn thách thức và thời cơ thuận lợi đan xen, nhưng khó khăn thách thức vẫn nhiều hơn. Hai là quan điểm chỉ đạo điều hành. Một là quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nhất là nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, trong đó chú trọng 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm giải pháp chủ yếu đã được Đại hội đề ra. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn, cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ, cái gì cũ mà không xấu nhưng phiền phức thì phải sửa cho phù hợp, cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm, cái gì mới mà hay thì phải làm.
lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ hành động theo cái tư tưởng này. Hai là phân cấp kỹ lưỡng, đánh giá sát tình hình, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Từ đó có các giải pháp đột phá trên tinh thần chỉ tiêu nào chưa đạt thì phải đạt, chỉ tiêu nào đạt rồi thì phải nâng cao chất lượng và hiệu quả, phấn đấu cao nhất hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Thứ ba là giữ đà, giữ nhịp và tăng tốc bứt phá, bám sát thực tiễn, kịp thời ứng phó với những vấn đề phát sinh trên tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả. Đảng đã chỉ ra, chính phủ đã thống nhất, quốc hội đồng tình thì chỉ có bàn làm, không có bàn lùi. Bốn là siết chặt kỷ luật kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp phân quyền trên tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, trung ương, chính phủ, quốc hội giữ vai trò kiến tạo và giám sát kiểm tra. Và tăng cường giám sát kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí. Năm là phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng, bảo đảm quốc phòng an ninh và đẩy mạnh đối ngoại là trọng yếu thường xuyên, xây dựng phát triển đất nước trên tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Ba là mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu. Mục tiêu tổng quát là tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Các chỉ tiêu chủ yếu đã nêu trong báo cáo đầy đủ, trong đó tăng trưởng GDP khoảng 6,5-7% và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn từ 7-7,5%, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân khoảng 4,5%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm từ 0,8-1%, v.v. Bốn là 11 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2025. Một là ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, nhất là các chương trình, dự án, công trình quan trọng quốc gia. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài có chọn lọc, phát triển mạnh thị trường vốn, thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, kiểm soát tốt nguồn cung, giá cả hàng hóa, nhất là mặt hàng thiết yếu, tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng khai thác hiệu quả các thị trường mới, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, nhất là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành lĩnh vực mới công nghệ cao như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, internet vạn vật, v.v. Triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đã được ban hành. Hai là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, phối hợp hài hòa chặt chẽ, hiệu quả giữa các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu tăng trưởng tín dụng trên 15%, tập trung cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, xử lý các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt, tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 cao hơn ít nhất 5% so với năm 2024, triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, kiểm soát bội chi, nợ công trong giới hạn an toàn, hợp lý, tận dụng dư địa để huy động thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội. Ba là đột phá mạnh mẽ hơn về thể chế, phát triển với tư duy đổi mới, vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển, huy động tối đa nguồn lực để phát triển, tạo không gian phát triển mới, nhất là đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên mới. Thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng, đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, triển khai hiệu quả các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, tháo gỡ chồng chéo, bất cập, vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó chủ động, tích cực sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện. Kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, phát huy tính chủ động, tự lực tự cường của các cấp,
kiên quyết xóa bỏ cơ chế xin cho, quyết liệt đổi mới sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy nhanh sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, triển khai hiệu quả đề án 06 và các đề án về chuyển đổi số. 4. Tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm quan trọng quốc gia, nhất là các dự án mang tính chiến lược về hạ tầng giao thông, năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu, v.v. Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn cung vật liệu, phấn đấu hoàn thành 3.000 km đường cao tốc và phấn đấu khởi công tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Tích cực hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trong năm 2025. Thực hiện hiệu quả quy hoạch điện 8, xây dựng cơ chế chính sách phát triển điện lực và năng lượng tái tạo hydrogen, đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu, hạ tầng số quốc gia, hạ tầng đổi mới sáng tạo, v.v. Và đặc biệt là dứt khoát không để thiếu điện cho phát triển kinh tế xã hội và tiêu dùng. 5. Là thúc đẩy cơ cấu lại ngành, lĩnh vực gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, công bằng, bền vững, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ phụ trợ, triển khai hiệu quả chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững, tích cực, đa giá trị, triển khai hiệu quả đề án phát triển 1 triệu hecta lúa, chất lượng cao, phát thải thấp, phấn đấu năm 2025 đạt 20 triệu lượt khách quốc tế đến thăm Việt Nam. 6. Là chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phấn đấu năm 2025 thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, triển khai hiệu quả các đề án đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn và nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao, phát huy hiệu quả hệ sinh thái, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia trên cả nước. 7. Là phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của nhân dân, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa tinh hoa của dân tộc, của đất nước chúng ta, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng, giảm nghèo bền vững, trợ giúp các đối tượng yếu thế, phấn đấu đến hết năm 2025 xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát và hoàn thành trên 100.000 căn hộ nhà ở xã hội, mở rộng độ bao phủ và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tăng cường kết nối cung cầu, phát triển thị trường lao động toàn diện, bền vững, hiện đại, hội nhập, làm tốt công tác an toàn, vệ sinh, lao động. Tiếp tục nâng cao năng lực khám chữa bệnh, kiểm soát tốt các dịch bệnh, mở rộng hoạt động khám chữa bệnh từ xa, tăng cường hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, sử dụng bảo hiểm y tế không bị giới hạn về địa giới hành chính, chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, công tác người cao tuổi, thanh niên, bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em. Tăng cường phòng chống tệ nạn xã hội, tổng kết 5 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng nội dung triển khai cho giai đoạn mới, đẩy mạnh thông tin truyền thông tạo đồng thuận trong xã hội và trong nhân dân. 8. Là chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển xanh, quyết liệt triển khai các chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các sáng kiến cam kết tại COP26. Phát triển bền vững kinh tế biển và không gian biển quốc gia, hoàn thiện đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đẩy mạnh hợp tác trong bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước ở khu vực các dòng sông xuyên biên giới, triển khai thực hiện đề án cảnh báo sớm tai nạn sạt lở, lũ quét khu vực miền núi Trung Du, tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, không khí, nhất là tại các thành phố lớn, xây dựng cái chương trình
để đảm bảo cái phòng chống sạt lở, sụt lún, ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. 9 là tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 vùng kinh tế trọng điểm, phát huy hơn nữa vai trò hội đồng điều phối vùng, triển khai hiệu quả các quy hoạch vùng, nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù thúc đẩy phát triển vùng, liên kết vùng như là nghị quyết của Bộ Chính trị. 10 là đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, xây dựng chính sách trong phù hợp, xây dựng chính phủ trong sạch, liêm chính, hành động vì nhân dân phục vụ, tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, không hình sự hóa các quan hệ dân sự, hành chính và kinh tế, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án năng lượng tái tạo, các dự án chậm tiến độ, kéo dài, quyết liệt tháo gỡ thẻ vàng IUU. 11 là tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, không để bị động bất ngờ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu, phòng thủ khu vực, nhất là phòng thủ chiến lược, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, không gian mạng, bảo vệ các hoạt động kinh tế biển, nâng cao chất lượng sức mạnh chiến đấu toàn quân, xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, phát triển công nghiệp quốc phòng, chú trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc sát tình hình, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động, tăng cường kiểm chế tội phạm, phấn đấu kéo giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự an toàn xã hội, thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ, xây dựng lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, triển khai đồng bộ toàn diện hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nguồn lực để phục vụ phát triển đất nước, củng cố và nâng cao uy tín vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế gắn với phát huy các động lực tăng trưởng của nền kinh tế, tổ chức tốt các sự kiện quan trọng tại Việt Nam. Kính thưa Quốc hội, chúng ta đang đứng trước thời cơ, thời điểm rất quan trọng để tăng tốc bứt phá thực hiện mục tiêu kế hoạch cả giai đoạn 2021-2025. Phía trước còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng không khó khăn nào có thể cản được quyết tâm, sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc chúng ta. Mỗi thách thức là cơ hội để chúng ta trưởng thành, khẳng định sức mạnh và bản lĩnh của con người Việt Nam. Hãy thắp lên ngọn lửa quyết tâm mãnh liệt hơn, cùng nhau tiếp bước để xây dựng tương lai tươi sáng cho đất nước. Những nỗ lực không ngừng nghỉ hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng ngày mai, vì thế hệ tương lai, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến đã từng căn dặn. Thưa Quốc hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, biến mọi khó khăn thách thức thành cơ hội bứt phá với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, đưa đất nước ta tự tin, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, khẳng định vai trò vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế và đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng. Chính phủ trân trọng đề nghị và mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Sự ủng hộ, giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể nhân dân và đồng bào cử tri cả nước để Chính phủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nặng nề nhưng vinh quang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội, quý vị đại biểu và đồng bào cử tri cả nước
Kính chúc các quý vị đại biểu Quốc hội, quý vị đại biểu đồng bào cử tri cả nước mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc kỳ họp thứ 8 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.